Các bạn ạ, con TV tàu này bị hỏng nét. Mà mình cứ thay nét là nét chết. Mình chết hai thanh rồi. Các bạn ạ, nét mới đấy các bạn ạ. Mà thay phát chết luôn. Thông thường nó sẽ có 12 con nét đấu nối tiếp nhau hai thanh này. Thì tương đương với là mỗi con nét nó sáng ở 6V. Nó mỗi một nét nó có hai nhân là 6V. Thì nó sẽ chỉ chạy ở tầm khoảng 70 đến 72V là đẹp. Các bạn nhé. Nhưng hiện tại mình ghim điện cái nó lên đến 85V luôn, 82V luôn, thế là dòng chạy qua led lớn quá hay là cháy. Mình vừa lắp xong cháy, mới nào mình thấy vô lý hay là led của mình mua bị có vấn đề. Thế mình thay con, mình thấy nó cháy một bên nên mình thay một thanh mới, cứ mất lại cháy tiếp thanh mới của mình nữa. Nên vẫn thanh này vẫn thanh lắp từ đầu rồi. Thanh mới tức là nó cháy hai thanh này. Đây này. Của khách thì cũng chỉ cháy một con thôi, một led thôi. Đâu nhỉ, một thanh nữa của led của khách đâu nhỉ? Đây là hai thanh nét của khách đây này, nó chỉ cháy một con thôi. Thế mình thay hai con mới đi. Thì cắm điện cái cháy. Thế này này mở ra bảo nét đẻo đây là thấy thay cháy con này, còn con này không cháy thì lại thay tiếp một con nữa. Thế là thay con nữa đây. Thế nó lại cháy. Thế cuối cùng đo điện áp mới phát hiện ra điện áp cao quá, bây giờ phải tìm cách giảm các bạn ạ. Chết thật đấy, đổ đúng là cái đồ tàu. Giảm được rồi các bạn ạ. À, các bạn để ý mình đang ghim điện đo nhá. Thì đầu tiên là cái nguồn xung nó sẽ ra là tầm 40V nhá. Và khi nó bốt nó sẽ cao lên, nó sẽ nâng áp cao lên, nó sẽ cấp cho led nó khỏe. Nếu mà led sáng ở 6V ấy, thì nó sẽ khoảng 72V nhá. Chúng ta sẽ nhìn này. Bây giờ nó lên 464,2V được quá đẹp rồi. Mình cứ để như này đã rồi tính tiếp. Hiện tại là mình cũng chưa thay con led chết của mình đâu, mà mình đang đối chập nó để mình xử lý nó đã để cho nó đỡ phí các bạn ạ. À. Đây là chúng ta sẽ nhìn này. Đấy, chúng ta sẽ thấy là sửa chữa ấy, nhiều khi ấy là không phải là chúng ta chết nét, chúng ta cứ thay nét là được đâu. Đây nha, tắt điện đi này. Là mình đang cái thanh nét này của mình là thanh mới, chẳng qua mình để lâu nó bẩn thôi. Thế là nó ghim phát lên tới tận 85V, sau đó là 82V. Thế là nét không sáng phát thì vọt lên thế hơn 110V luôn, tức là nó không có tải mà mọi người ạ. À. Thế là mình đầu tiên thì mình cứ thay thôi, chứ mình có led này mình thay rất nhiều đấy rồi, mình mua rất nhiều cái, mình mua hồi như mình mua 5 đôi, thế là 10 thanh này mình thay cho những cái tivi 32 inch của Ansanzo hay là tivi tàu đấy. Con tivi này thì không phải là Ansanzo, con tivi như thế này này, Asano nhé, Asano này. Đó. Rút điện ra này, cắm lại này, không biết là trong cài đặt nó có thay đổi không thì mình không rõ, nhưng mà mình sẽ cho mọi người cái lý do tại sao nó chết led các bạn ạ. Nó khởi động ấy, chờ một tí nó mới khởi động được. Video này cho chúng ta cái trải nghiệm là đôi khi cứ thay led là chết, thay led là chết, nhất là cái đồ tàu này, và chúng ta phải phương pháp xử lý các bạn nhé. Tí nữa mình phải thay cái thanh này thôi nhá, mình thay thanh này hoặc là thậm chí để này cũng chả sao cả, nhưng mình sẽ thay cho khách luôn vì cái led này mình mua rất là rẻ các bạn ạ. Thì đây này, chúng ta xem mình đang can thiệp ở chỗ nào này. Tí nữa mình sẽ vẽ sơ đồ cho mọi người hiểu về cấu trúc của con IC này. Mình đang ở dataset của nó mà. Vì có dataset của nó thì mình mới làm được, không thì có rời làm nhá. Con IC này nó sẽ tạo ra xung dao động để lưng cái điện áp 40V mà cái bộ nguồn cấp trước này tạo ra ấy, tức là nó đưa ra xung dao động để kích con MOSFET này này. Con MOSFET này kết hợp với cuộn L này với con diode này sẽ chỉnh new ra, sẽ lưng áp lên. Sẽ lưng áp từ 40V lên bây giờ nó lên đến 64V đấy các bạn nhé. Nhưng mà khi nó chết led là lên đến tận 85V, 82V luôn. Nó lưng lên và nó được lọc trên con tụ này. Và nó sẽ có tại chân S của con MOSFET này, nó sẽ có rất nhiều điện trở này là bảo vệ quá dòng nhá mọi người nhá. Thì điện trở đấy là cái dãy, mọi người có nhìn thấy không nhỉ, có 1 2 3 4 con này. Đây mình đang lật cái con điện đấy ra, đây này 4 con này này, thì chúng ta không động vào 4 con này nhá, 4 con này chỉ là bảo vệ quá dòng thôi các bạn ạ. Sau khi nó lưng điện áp lên và được lọc trên con tụ này, con tụ chân trên chân con tụ này chính là lọc cái nguồn sau khi lưng áp, sau đó cái nguồn dương này này nó sẽ đi đến cọc dương của led, đi qua 12 con led 6V sẽ ra đến đây. Và ra đến đây rồi nó sẽ đi đến vị trí này và nó sẽ chảy từ đây sang đây để về mát.
nó sẽ có một con, hai con, ba con điện trở, nó có một con điện trở nữa nhưng mà nó không nắp, kiểu như là họ căn chỉnh không nắp. Thế là đầu tiên thì bị cháy, thế thì mình mới tháo một con điện trở 1,5 ôm ra, chả biết là 1,5 hay mấy nhỉ. Một giờ 50 đúng rồi, 1,5 ôm. Thì mình tháo nó ra thì mình test thử thì nó vẫn bị cháy. Thế là mình mới bật máy quay đấy các bạn nhé. Thế là sau đó là mình tiếp tục mình tháo nốt con 1,5 nữa ra. Hiện tại bây giờ mình chỉ để con 2R0 thôi, tức là 2,2 ôm thôi. Thì song song với ba con điện trở đấy, nó con diốt từ A sang K nữa. Mình đang nghi ngờ là con diốt nó bị chập hay thế nào đấy. Nó về điện áp, về nó về không thì nó bị không. Nhưng mà mình cứ bỏ nó luôn nhá. Thì nhà sản xuất lợi dụng lấy điện áp rơi trên cái cụm này, nó sẽ vòng đi đến vị trí này, nó sẽ đi qua một con điện trở 100 ohm này, là dập xung nhiễu vào con độ tụ bé xíu này, nó đi vào cái chân FB của con IC này. Tí nữa mình sẽ cho mọi người tra xem data set của nó thì mọi người sẽ hiểu bản chất của nó các bạn nhá. Và thông qua cái điện áp rơi trên này đưa về chân FB ấy, để mình xem chân số mấy nhỉ, chân số 7, đưa về chân số 7 của nó này, thì thông qua cái điện áp rơi đấy nó sẽ ổn định dòng, mà dòng cao thấp là như thế nào mọi người nhé. Do đó mà hiện tại là chả biết là do nó linh kiện nó lão hóa hay nó thế nào đấy thì mình không rõ, nhưng nếu mà để 1R5, để 1R5 để diode thì điện áp lưng lên rất cao, trên dần dài led rất là cao, thế là chết nét luôn các bạn ạ. Nên do đó hiện tại mình đang tháo con diode này, mới đầu chưa tháo diode mà tháo một con 1R5 này thì vẫn bị chết nét này. Thế là tháo lốt diode, tháo nốt một con R5 nữa, chỉ để con 2R2 thôi, thì đấy, lên được 64,5V đấy. Và bây giờ để như này, sau đó bây giờ mình sẽ lắp hoàn thiện cho chúng ta cái trải nghiệm nhá, cho chúng ta trải nghiệm trên sơ đồ của nó để chúng ta hiểu về cái đồ TV tàu này. Nhiều trường hợp là không phải cứ thay led là ăn đâu các bạn ạ, chết liên tục. Mình hết led này rồi, cháy hết rồi nên mình chả còn nữa, mình còn hai bộ thì cháy cả hai các bạn ạ. Do đó mà mình tức là cháy mất ba thanh của mình. Hiện tại mình có đôi mỗi hai bộ thôi thì cháy mất ba thanh, thì thanh này vẫn còn zin bản, thanh này thì cháy rồi nên mình đang lấy một cái thanh cũ của nó. Và cái thanh cũ này thực tế là cái thanh bộ led này của khách ấy là rất là mới, không biết là họ vừa mới thay hay sao ấy, nhưng mà cái bộ led này không đúng zin bản của nó mọi người ạ. Cái led của mình mới là led zin bản, bởi vì là nó có ở điểm này này và điểm này này, nó có một cái lỗ cao lên và nó bắt đúng cái vị trí lốt của mình luôn. Và mình đang vặn ốc nó siết xuống để nó tản nhiệt đấy. Và do người thợ trước ấy, họ đã thay cái nét này là gần giống thôi chứ không giống, nó chỉ đúng được một tọa lỗ này, còn tọa lỗ này không giống, nên giờ đang kênh này, cái lỗ dưới đang kênh này các bạn ạ. Nhưng mà thôi cứ kệ thôi, nên mình có bắt xoan ốc bắt ở đây nữa. Và thợ trước họ lắp thay cái nét này và họ do nó không đúng cái tọa độ lỗ ấy, nên họ đã dán cái băng dính này, cái băng dính hai mặt này họ dán ở dưới, nên thành ra nét nó cứ lưng lên cao này thì lại chả tản nhiệt được cho led các bạn ạ. Không rõ là khách đã thay lâu chưa, nhưng khi đến tay mình thì mình thấy thế. Mình thấy là đây, những cái cao su này, những cái băng dính dán này là thợ trước họ dán để lưng nó lên đấy, lưng lên khỏi mặt cái này luôn thì lại chả tản nhiệt được các bạn ạ. Mình phải bắt ốc này, có ốc mình bắt siết đây này cho nó cái nhôm này. Cái led chết của mình đâu nhỉ, cái led chết của mình này nó như này, nó có nhôm này, nó áp này thì nó tản nhiệt tốt thì nó mới bền các bạn ạ. Rồi bây giờ này test thử cái nữa nhá, ghim điện này, chờ một tí nó mới sáng các bạn ạ. Như vậy là một con nét này và một bộ này, kệ thôi, nó vẫn sáng 6V như thế mà. Chết, tưởng không lên. Đấy, đã lên nhá, đã sáng hết rồi nhá. Và chúng ta sẽ xem thử điện áp nó đang lên như thế nào. Mình cứ để luôn như này cho nó bền các bạn ạ. 72, tất nhiên là TV này của con trai đi sửa cho một ông cụ, nhà có TV 550 thì có internet, phòng khách thì cũng không biết dùng. Đấy, bây giờ lên 69 này là 70V này các bạn nhá. Chắc là chắn là vừa nãy là một con nét kia mình đấu chập nên dòng nó cũng cao lên một chút thì nó điện áp nó tụt thấp, đúng rồi nhá. Nó vì một con này thì coi như nó mất 6V mà, nên do đó nó sẽ còn có cần lấy vô thôi. Bây giờ mình đã lắp bộ led là có thêm một con nét 6V nữa thì bây giờ nó lên 69 với 72, thì như vậy là hiện tại là mỗi một nhân nét đang khai thác là 5,5V, chưa đến 6V các bạn nhé, khai thác là như thế. Nhưng thực tế nếu mà không có thì đáp lên cực cao. Đây này, mình test thử cho chúng ta,
Đây mình test thử kiểu này cho chúng ta biết là nó lưng lên cực cao luôn. Đây nha, mình sẽ không có tải nhá. Và mình cắm điện cho mọi người đo chính trên con tụ này này là biết nó nhá. Là chúng ta sẽ thấy nó lưng thôi, đó tới đại đây đi cho mọi người này thấy cái. Cẩn thận ông chập. Không đo được các bạn ạ, nó bé quá mà. Đây một cái chập chạm được rồi, còn cái này đây. Chúng ta sẽ nhìn nhá, khi không có led nhá, nó sẽ dâng lên nâng rất là cao luôn. Sau đó nó do dòng nó mình đang đo ngược thôi. Chúng ta nhìn 40V này, bắt đầu nó lên này. Chưa khởi động đâu. Đó, nó lên tận hơn 100V luôn nhá mọi người nhá, nó rất là cao ấy. Và khi mà nó như cái bộ test led của mình này ở chế độ chờ nhìn nó hiển thị tận 230V này, sau đó test một con nó tụt xuống còn 3V. Kiểu như là nó lưng lên cao nhưng dòng nó sẽ ổn định dòng thông qua này để nó tụt thấp xuống ấy các bạn nhá. Bàn này là cái bàn mà không có sơ đồ mạch thì điện không có ấy thì có rời ra các bạn ạ. Cái video này muốn làm, muốn chia đặt lên kênh ấy để sau này cho bạn nào mà tiếp cận được nó mà khi sửa những con tivi tàu, bo tàu như này ấy, mà chết led liên tục thì đây là cái giải pháp các bạn nhé. Đây là cái giải pháp cho chúng ta tham khảo. Mình cũng chả biết tại sao nó lưng lên cao như thế đâu, có thể là do đấy, bây giờ là 70V này. Chứ không phải là 85V nữa. Là do con IC này nó có sai khác hoặc là do lỗi trở điện trở hoặc do vân vân và vân vân nó dẫn tới nó bị lỗi như vậy. Và mình đã có phương pháp xử lý nha, như mấy ông thợ, như ông bình nổ trong Vinh nhà. Ở đây nó vẫn có rơi trên đấy một chút này, chúng ta thấy không? Yên để xem rơi trên cái con điện trở đấy là bao nhiêu volt này. Ai da. Mình đo phát nó nhấp nháy lên led luôn hay là chết bố led rồi. Đo đấy nó có sự sai khác đấy, nguy hiểm kinh. Để xem led còn sáng không? Hay là chết sừ rồi. Chả sáng nữa rồi, thôi lại chết nữa rồi. À may quá không sao các bạn ạ, lại sáng rồi. Mình đo cái là nó xảy ra sự cố và nó ngắt luôn. Tôi tốt nhất là không nên đo các bạn nhé. Đấy 69 thì nó rơi trên nó là 1V các bạn ạ. Rơi trên con điện trở. Thôi không đo nữa, để nguyên đi. Nó đang chạy ổn định rồi các bạn ạ. Đo lại chập lại chết sừ nốt nó. Thì có khả năng ấy là nó do nó lội, do linh kiện nó sai số dẫn tới là tường FB nó lỗi và nó ổn định điện dòng sai. Thực tế là nó có một con đốt chảy AK đấy thì cái điện áp đấy không bao giờ vượt quá được 0,6V. Nhưng hiện tại bây giờ thì cứ để yên như thế thôi mọi người nhé. Rồi để nguyên như thế và vẽ sơ đồ cho mọi người tham khảo về cái cấu tạo của cái mạch này một chút nhá. Để nguyên như này. Lắp lại hoàn thiện rồi, test thử cái xước hết này. Đã lên ăn săn lô. Cái này cho cụ ông chỉ xem tivi thôi các bạn ạ. Nhà có tivi to thì không biết dùng. Thấy cái khách hàng ấy có cái vạch vạch ở đây này, không biết dùng. Nên cứ cắm cái này ra dùng điều khiển là chuyển kênh được. Thấy bảo thế nên phải đi sửa. Ok. Đây là con led chết của nó rất mới, chắc là vừa đi thay các bạn ạ. Về lại chết lại, mình nghĩ là thế, bởi vì mình thấy rất là mới. Các bạn này mới hơn cả led của mình luôn các bạn nhá. Led của mình cũng là led mới đây, nhưng mà mình vứt lâu rồi nó vàng ố rồi. Đây cũng là led mới của mình ấy nhá mọi người nhá. Mình tháo ra mình thấy led nó như thế này, thế là mình nhặt ra được một đôi đây, một đôi led như thế mình nắp vào để cháy. Thế là mình này bảo thay là led của mình vứt lâu đó đã hỏng, mình nhìn nó cũ kìa. Thế là mình lấy là đôi led, bộ led này thì nắp zin luôn thì là cũng chết cháy. Thế là bây giờ là đang nắp một con led này và một led zin của nó các bạn ạ. Vẫn đo, mình đo dòng ăn các thứ tất cả ok mọi hết, tất cả anh em mọi người vẫn ok hết mọi người nhé. Và đây là cái sơ đồ mạch của nó này. Nguồn 40V từ nguồn, khi tắt chờ 40V này cũng thế nhá. Hoặc là khi tắt chờ 40V nó tóm lại 40V nó cấp cho 12 con led, mỗi con led sáng 6V thì không thể nào sáng được nhá. Và khi chúng ta ấn on ấy, thì bắt đầu là con IC của nó là SL51DP. Chả tìm được dataset đâu, nhưng có một trang web của Nga. Nên một vài trang web nó có cái chức năng chân của nó. Thì con này thì nó sẽ như mình nhìn ấy, thì chân 2. Chân 2 đó là chính là đưa xung ra kích chân G nha, để lưng áp. Lưng áp thì nó sẽ đóng ngắt thì thông qua cận L này này, nó sẽ sinh ra xung ở đây.
của lờ sinh nhân điện áp ấy, nối tiếp điện áp đầu vào nó được chỉnh new qua diode và lọc trên con tụ này, con tụ mình chỉ đấy là, và nó đang lưng lên là lên được 60V, như mình đang sửa kia là đang 60V, nhưng thực tế lúc đầu tiên mình lắp vào nó lên đến 85V luôn, sau đó 82V, thế là led chết luôn các bạn ạ. Thì nó lưng lên được tụ lọc và sau đó nó đi đến giải led, sau đó là đi qua giải led, nó sẽ đi qua một con điện trở, hai con điện trở và có một con điện trở nữa nhưng nó không lắp nhá mọi người nhá, chúng ta sẽ hiểu rằng họ căn chỉnh và song song với con led điện trở đấy nó có một con diode này. Và cái điện áp dòng chảy qua led ấy nó sẽ rơi áp trên này, nó sẽ đi qua con 10 ohm. Đấy còn nhỏ nhỏ mình chỉ ấy, mình đo đến 10 ohm. À 100 ohm. Tụ dập nhiễu về chân số 7 là chân FB. Chân này chính là chân nhận diện cái điện áp trên này để ổn định dòng. Mọi người hiểu vấn đề không? Nhá. Thì đầu tiên thì mình thay cái đôi bộ này và phát thì tí nó cháy, mình tưởng led của mình có vấn đề, thế là mình thay sang bộ này. Khi mình thay sang bộ này thì mình đã bỏ một con 1.5 đi. Mình đã cắt bỏ con R5 đi, chỉ để một con 1.5 và 2.2 và có điếu này. Thì nắp vào đang đo đạc cái, vẫn lên 85-82V thì chết lại chết led, lại chết con này. Thế là mình bật máy quay đấy các bạn ạ. Thế là mình bực mình quá, mình lối lại con này này. Sau đó là mình vứt bỏ con này đi, vứt nốt con này đi, chỉ để con 2.2 thôi. Thế là nó lưng lên đang là 60V đấy mọi người nhé. Thì tại sao nó lại như thế thì có khả năng lại là do đông lâm linh kiện nó sai số. Hoặc là nó dò dẫn tới cái điện áp đi về đây thấp quá. Tới tới là nó nghĩ là chưa đạt dòng ăn thì nó lại tăng cái độ rộng dung lên ở đây để tăng cái điện áp lên nữa, để cho led ăn cao lên và điện áp nó dâng lên tận 85V và nó chết led đấy các bạn nhé. Có một là led dò, hai là do con tụ để dò chẳng hạn cũng bị, nhưng mình có tháo ra mình có đo thử thì nó không bị đâu. Tóm lại là chả biết tại sao nhưng cứ thay này đã. Như nhiều bác thợ bạn thợ thì hay bị như này, bị cháy led liên tục này, như bạn thợ mình thì họ sẽ thay thế cái mạch driver khác, mạch đa năng ở đây và khác. Đây là cái mạch như này này, đây là mạch như này này, có thì câu điện trở để ăn dòng cao thấp này, mình cũng mua sẵn đấy các bạn ạ, trước mình mua cả hai con mới dùng có một con thôi, nên là cứ sửa này đã cho nó chạy ok xem thế nào, còn nó chết thì tính tiếp các bạn nhé. Đây là nó vẫn đang chạy bình thường này các bạn, chẳng biết tưới sang tưới được không. Đấy, nó vẫn lên bình thường đây này rồi nhá. Ui dồi, rồi các bạn ạ. Hãy vẫn chạy ngon lành nhá. Kẹ nó đi. Và đây là quay sang máy tính cho mọi người xem cả cái dataset của nó, của một cái trang web của Nga. Tên con IC nó là SN51DP nhá. Thì mình có tìm đi thì ở một cái trang web của Nga thì nó ra được cái đây này, mình zoom lại cho mọi người xem có đúng là trang web của Nga không nhá. Mình nhớ là mình toàn là một cái trang web của Nga mà. Đấy, toàn chữ Nga đây này, chữ Nga, chữ tàu đây, chắc là chữ Nga nhá mọi người nhá. Thì nó có dataset đây này. Đó, thì nó chính là cái sơ đồ này nhá. Thì con IC đang dùng trên đấy, đó chính là con IC, nó có 10 chân này này. Nó có một loại khác 8 chân thì nó không sử dụng, không phải, nhưng mà nó có 10 chân này nhá. Thì chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 đấy, chân y như thế các bạn nhé. Thì chân 1 là chân VC 12V cấp cho nó nha. Mình đo đấy 12V cấp cho nó. Nó sẽ on đấy, nó sẽ đưa xung ra tại chân 2. Thì như cái con mạch này thì chính là chân 2 này. Nó sẽ đóng mở con móc phét này để nguồn 40V thông qua con L sẽ được chỉnh new nhá, song song với nó đúng như này, data set luôn sẽ lưng lên trên này, ta sẽ lọc được là 40V đấy các bạn ạ. Và cái đường 40V này đúng có con điện trở này nhá, phân áp nhá, và điện trở phân áp về mát nữa là cái về cái chân OVP. Chân OVP là chân bảo vệ thấp áp đây này, OVP này này. Thì OVP trên này thì chúng ta sẽ nhìn nó chính là chân số 9 nhá. Thì mình không kiểm tra đường đấy các bạn ạ. Mình thấy nó vẫn ok mà. Thì khi nó nâng lên được đây là 60V này, nó vào nguồn của led, dương của led, sau đó đi ra âm của led này, âm của led chúng ta sẽ nhìn nhá. Nó vẽ y như sơ đồ gì nữa. Đó, điện trở và một con diode xuôi. Như vậy là ở đây nó không khống chế, là không cao luôn, 0.7V đâu. Thì cái đường FB này này nó sẽ đi thẳng về chân số 7, nhưng mà mình thấy nó đi qua một con 100 ohm và một tụ dập về mát như mình vẽ nhá, để vào chân số 7 ấy. Mình đã có thao tác là nâng cái điện áp này lên, đưa về và nó đã chạy trở lại, cái điện áp nâng lên là nó thấp hơn. Tóm lại là mạch này nó ổn định dòng bằng cách ấy là thông qua cái điện áp rơi đây, giả sử điện áp rơi đây, mà thiết kế trong thiết kế nó lại là có một cái diode này, một con điện trở 2R2 này,
và hai con điện trở 1R5 này nhá, đấu như thế và mạch điện nó đã thay đổi và ăn dòng ok như thế ở 12 con led 6V. Các bạn ạ, khi mà điện áp rơi trên này mà cao hơn ấy thì nó đưa về nó sẽ thay đổi độ rung xung tại chân sugar này để giảm cái điện áp đó đi để dòng ăn sẽ thấp. Còn nếu mà nó thấy điện áp về đây mà thấp quá ấy, thì nó lại tăng cái độ rộng xung lên làm nguồn ra dâng cao lên để dòng ăn cao lên, dòng ăn chảy cao qua led cao lên thì điện áp rơi nó lại bù cao lên mà. Còn nó gọi là ổn định dòng là như thế nhá mọi người nhá. Nguyên lý ổn định dòng ở led như vậy đấy. Sau đó mà vừa nãy là mình tổng cộng 12 con nhưng mình đối chập một con ấy thì nó được có 54V hay là bao nhiêu vôn đấy nhỉ? À 64V đấy. Hay bao nhiêu nhỉ? 54 chứ các bạn nhỉ? Sau đó là mình đã thay nó thì nó thêm một led nữa thì nó lại lưng lên đấy các bạn nhá. Ok nhá. Đây là cái trải nghiệm sửa thực tế của mình nhá. Và mình muốn chia sẻ cho bạn nào mà gặp cái bo của tàu này thì có thể tham khảo khi thay mà cứ chết led liên tục. Hoặc là thậm chí là các bạn thay mà một thời gian sau mới chết led chẳng hạn. Mình nghĩ con này là về là khách lắp là người ta thay led cho khách đi thay led ấy, sau về là chết đấy các bạn ạ. Về một vài bữa vì con led của họ rất là mới, led với mới thay. Thì chúng ta thay mà ví dụ như nhanh chết led quá ấy, thì chúng ta sẽ can thiệp như của mình nhá. Chúng ta không can thiệp vào cái lỗi cái bộ này được đâu. Cái bộ này bọn chỉ là bảo vệ quá dòng thôi. Nhà đưa về chân xét bảo vệ quá dòng thôi. Còn ổn định dòng nó thông qua cái cụm này. Ôi video kết thúc nhá. Chào mọi người. Chúc mọi người làm thành công nhá.